Ngâm Thanh Lê Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Hôm nay ngày 2 tháng 6 năm 2019, cửa hàng Âm Thanh Lê Hạnh rất vinh dự được chào đón anh Tuân. Anh đến từ Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương. Và anh cũng đã lựa chọn cho mình được một chiếc đầu Denon QS10 25 mã. Vâng, chiếc đầu này thì mới về với cửa hàng trong buổi tối ngày hôm qua. Cửa hàng cũng đã thông báo hàng về rồi. Và chiếc đầu này còn nguyên thùng hộp, đầy đủ phụ kiện đi kèm. Vâng, anh Tuân thì cũng đã là vị khách, cũng đã từng mua những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp. Và ngày hôm nay anh quay lại với cửa hàng để lựa chọn cho mình được một chiếc đầu giải mã, kèm giải mã và CD Denon QS10 25 mã. Vâng, đây là thùng hộp của sản phẩm này. Vâng, chiếc đầu Denon QS10 35 mã còn nguyên thùng hộp, rất mới và đẹp, không hề có bị một vết xước nhỏ nào. Để cung đàn giữa giáng theo nhớ thương trong lòng. Vâng, mọi thông tin chi tiết mua sắm về tất cả các sản phẩm audio bên cửa hàng Âm Thanh Lê Hạnh cung cấp, quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của Âm Thanh Lê Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm Thanh Lê Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, Âm Thanh Lê Hạnh xin tạm dừng clip tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn những vị khách đã đến tận cửa hàng thẩm âm và chiêm ngưỡng những sản phẩm từ cửa hàng. Vâng, xin thân ái chào tạm biệt.